bà con đứng đứng, đứng đây này. À, kính thưa quý bà con nhận quà ngày hôm nay, kính thưa thầy Thuận, hôm nay được thầy Thuận gieo duyên đến 20 hộ bà con nghèo sống khu vực gần chùa Phước Long, thì Hùng Nguyễn cùng với chị Phương Linh vận động quý mạnh thường quân để làm nên 2 phần quà, 20 phần quà này để tặng cho bà con. Thì Hùng Nguyễn cũng xin nói tên của quý mạnh thường quân đã ủng hộ trong 20 phần quà này. Thì được gia đình cô Nguyễn Thị Thu Thảo, là MC Thu Thảo, đúng rồi, gửi 100 ký gạo, thì cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Mẹo qua đời 76 tuổi, Trung Thị Nhung qua đời ở 69 tuổi, cùng với Đặng Hồng Ngọc, Tâm Minh Nguyễn là 100 ký nữa, chị Bông hỗ trợ 20 chai nước tương, 20 ký muối, thầy Thích Bảo Hòa 20 hũ trao, thì Hùng Nguyễn đại diện cho em Thùy Sào Đông và em Diễm Lê cùng với chị Kim Anh hỗ trợ cho bà con mỗi người là thêm tiền mặt là 100.000 nữa. Dạ. Thì mỗi cái phần quà của bà con nhận thì một túi quà và 100.000 ha. Thì bà con nào đứng trước đó, thì đến nhận trước. Dạ, thì bà con mà đứng đó. Rồi trước khi phát quà thì Hùng Nguyễn cũng xin cảm niệm công đức của quý bà con quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Hùng Nguyễn cũng như chị Phương Linh làm những nên phần quà này trong mùa Vu Lan để báo hiếu cho cha mẹ cô Quyền. Thì Nguyễn cũng xin cầu chúc cho quý bà con quý mạnh thường quân sở cầu sở nguyện được như ý, cùng chúc tất cả bà con luôn được mạnh khỏe, gia đình bình an và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.